Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh LTK Bonsai. Kính chúc quý cô chú và anh chị mình một ngày mới thì một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay kênh có mặt tại nhà vườn của chị Nguyễn Hương ở Tân Lộc A, Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp để gửi đến quý cô chú anh chị một lô kiểng mới ha. Thì mặt hàng bông hoa chơi Tết nha, như có những cây mini để bàn ha. Thì số điện thoại liên lạc của chị Nguyễn Hương có ghi trên tiêu đề ha, quý cô chú anh chị mình gọi điện trực tiếp để chốt hàng và chọn như mình những cây nghĩ về chơi nha. Chào chị. Mến chào cô chú anh chị đang xem kênh, đây là TK Bonsai. Dạ hôm nay em nhà vườn Nguyễn Hương lên clip mới để giao lưu cùng cô chú anh chị qua số điện thoại là 0901091523. Đó cũng là số Zalo bên em luôn ạ. Hôm nay em gồm có mặt hàng là hoa giấy chi tết ha, với lại trang đỏ lá nhỏ. Rồi sam thì có sam hương, sam trái, hồng ngọc mai, nói chung là các loại luôn ha. Rồi rất mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. Rồi đầu tiên em sẽ lên cây số 1 là cây giấy Mỹ ha, giấy cẩm thạch. Hoa này là hoa cẩm thạch, là hoa siêu bông nha cô chú anh chị. Mình về mình mua cây này mình để trước nhà trong dịp Tết là rất là đẹp nha. Cây lùng lực ha. Cây chiều cao là 71. Tán ngang của cây là 65. Rồi em đo cái hoành ngay của em ngay đây là 16 rưỡi ha. Củ đế sổ thì cả gan em ha. Củ rất là đẹp nha. Rồi mã số 1 em xin Zalo là 500.000, bên em là bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình nha. Số 2 cũng là hoa giấy Mỹ gốc ghép hoa cẩm thạch ha. Cái tàn thì nó chưa được ấm hôn nhưng mà cái củ đó rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Mình về từ từ cái tàn nó ra rất là đẹp nha. Củ thì nói chung là củ là rất là đẹp ạ. 87 là chiều cao. Tán ngang là 53. Hoa giấy màu tím cẩm thạch rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đây hoành ngang của em đây là 19. Đế thì thôi khỏi phải nói là một gang tay em ha. Đế của quái luôn nha. Đây. Mã số 2 em xin Zalo là 550.000 cho mình ha, bên em bao sóng bao ship luôn nha. Số 3 cũng là hoa giấy cẩm thạch ha. Này cẩm thạch siêu bông nha cô chú anh chị mình. Chiều cao của cây là 85. Tán ngang của cây là 53. Cái màu hoa giấy rất là ngọt. Đây em đâu hoành ngay cái vị trí ở đây là 21 nha. 21. Củ nè. Ba thử hoành củ. Hoành củ của nó là 38. Củ rất là đẹp nha. Mã số 3 550.000 cho mình luôn. Số 4 cũng là hoa giấy cẩm thạch. Chiều cao của cây là 81. Tán ngang của cây là 60. Mười bảy là hoành vị trí nha cổ em ngay đây nha. Đấy đế sổ nè. Ủa đế sổ nó ra tới 23 lần. Rồi mã số 4 550.000 cho mình luôn, bên em bao phí cho mình tới nhà luôn. Số 5 cũng là gốc giấy Mỹ ghép hoa cẩm thạch nè. Rồi mã số 5 vẫn là cây hoa giấy gốc Mỹ nha. Cái củ nó là cái củ bonsai luôn nha, cây này là dáng củ bonsai luôn. 84 là chiều cao. Tán ngang của cây là 52. Rồi hoành ngay của em ở đây là 18. Củ của nó nè. Khỏi phải nói rồi. 550.000 cho mã số 5. Số 6 vẫn là hoa giấy cẩm thạch.
gốc cây Mỹ ghép hoa với cẩm thạch. Chiều cao của cây là 83, tán ngang của cây là 43. Cây nào cái nấy củ nó rất là đẹp luôn. Củ này mình giờ mình nuôi thời gian nữa là tàn nó ấm là củ là bao đẹp luôn rồi. 20 là hoành vị trí của em ngay đây. Đế một gang tay nha, đế sổ em một gang tay nha. Đế nó nằm quái, rất là quái luôn. Rồi mã số 6 là 550.000 cho mình luôn. Không có số 6. Số 7 vẫn là hoa giấy gốc Mỹ ghép cẩm thạch. Rồi số 7. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang cây là 52. Cây này gốc cái củ của nó rất là to nha. Củ của nó ngay đây là 23. Em sẽ đo nguyên một cái củ này nè. Nguyên củ là 45 gồm cái bộ rễ của nó nè. Cộng rất là lực lưỡng luôn ha. Đây cây này rất là đẹp. Rồi số 7 là 800.000 cho mình luôn. Rồi, số 8 vẫn là hoa giấy Mỹ. Cái này là màu lửa nha, ba màu lửa nha cô chú anh chị mình, màu đỏ lửa, cam lửa và tím lửa ha. Chiều cao của cây là 80. Tán ngang của cây là 70 đi. Trường heo cho cô chú anh chị mình luôn. Bộ đế nó rất là quái luôn. Và ngay đây là 12,5. Bộ đế của nó đế sổ cả gan em mà đế của nó rất là quằn quằn quèo quèo ha. Rồi mã số 8 400.000 cho mình. Cái này là ba màu lửa nha cô chú anh chị mình. Mình giờ mình cuôn cái tàn cái là nó sẽ tròn lại. Rồi cái này cũng là một gốc của Mỹ ghép màu tím lửa luôn. 61 là chiều cao. Tán ngang của cây là 63. Mấy cái cây lùng lực này nhà để vị trí nhà của ai mà không có diện tích rộng á, mình để mấy cái cây này rất là hợp à. 17 là hoành ngay của em ngay đây. Đế thì của nó là đế ra sổ một gang tay em luôn. Rồi mã số này em xin Zalo là 300.000 cho mã số 9, một cây tím lửa. Số 10 vẫn là một cây gốc giấy Mỹ ghép màu đỏ lửa nha cô chú anh chị. Cây này một cốt rất là đẹp nha. Chiều cao của cây là 1m25. Tán ngang của cây là 82. Độ thoát thân của cây là 42. Củ rất là đẹp luôn. Hoành ở vị trí này 11 thôi à, nhưng mà củ thì nó rất là đẹp ha. Đây. Bộ đế của nó nè. Một cốt vót thẳng lên rất là đẹp nè. Rồi mã số 10 600.000 cho mình luôn nha. Một cây đỏ lửa. Số 11 là một cây 86 riêng nha cô chú anh chị mình. Cây giác nằm rất như là con thú vậy ha. Chiều bay ra đây là ta 28. Cây này mình về mình vô dây được rồi đó nha. Rồi hoành cổ em ngay đây là 15,5 chữ heo 15 thôi. Bộ đế nó nằm đây nè. Đây. Tàn tán thì nó sống ra tựa sống khỏe hết trơn rồi. 11 300.000 cho mình luôn. 12 là một củ càng thăng. Dáng rất là đẹp nha. 25 là chiều cao lên. Đo cái củ nó đi. Cái củ của cây là 24. Dáng rất là đẹp nha. 250.000 cho một mã số 12. Cây càng thăng. 13 là cây sung. Tải vô định hình nước dây rồi nha cô chú anh chị mình. 39 là chiều cao. Tán ngang của cây là 59. Em đo hoành ngay cái cọng này đúng không? Em đo ngành. Ngay vị trí ngay đây đi, ngay vị trí ngay đây là 28,5, chiều heo 28 thôi tại nó mắc kẹt cái cọng kẽm. Rồi đo cái nguyên cái hoành tổng của nó là 43. Bộ đế của nó. Đây.
định hình nước dây rồi rất là đẹp nha. 13 450 ngàn cho mình. Bên em là bao sóng và ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi mã số 14, một cây sam trái gắn co lắc rộng chữ C rất là đẹp luôn. Chiều cao của cây là 45, tán ngang của cây là 30. Cây đang lên tuổi sống khỏe, rất là khỏe rồi nên yên tâm ha. Này mình về một thời gian nữa mình vô dây được rồi đó. Hoành ở vị trí ở đây là em đo là 14 nha. 14. Đây rộng chữ C rất là đẹp. Đế nó còn ở sau dưới đó, mình về mình khai thác thêm. Rồi mã số 14, 550 ngàn cho mình luôn. 15 cũng là một cây sam trái bên em luôn. Cây này đã định hình nước dây luôn rồi. Ba mươi là chiều bay ra đó. Em đo hoành ngay cổ em ngay đây. Nếu mà đo hoành ngay cổ em ngay đây là 14. Đo hoành ngay cổ em ở dưới đây. Hoành ngay cổ em dưới đây là 19 nha, 19 rưỡi nha. Em đo hai vị trí nha. Cũ rất là lớn nha. Mã số 15, 1 triệu, 1 triệu cho mã số 15. Cũ rất là lớn nha. 16 là một cây sam trái bên em luôn. Cây bên em là bao sống khỏe hết trơn rồi. 22 là chiều cao. Rồi em đo ngay vị trí ngay của em ngay đây, ngay của em ngay đây là 18. Đế thì rất là đẹp nha. Hàng này là hàng khai thác luôn á. Hàng tự nhiên. 500 ngàn cho mã số 16. Em xin nhắc lại số điện thoại bên em là 0901091523. Đó cũng là số Zalo để chốt hàng luôn nha cô chú anh chị mình. Mã số 17 cũng là cây sam trái bên em luôn. Chiều cao lên đây là 21. Em đo ngay cái cổ em ngay đây đi, ngay cổ em ngay đây là 18 nha. Rất là lớn à. Đế đây nè, đế thì không phải bàn rồi, bao đế luôn. 17 là 450 ngàn cho mã số 17. 18 cũng là cây sam trái bên em luôn. Mấy cái cây này là em đã dăm là nó đang sống khỏe, rất là khỏe rồi. 15 là chiều cao. Giờ mình khỏi đợi thời gian nữa, mình có thể mình vô dây được luôn rồi. Em đo hoành ngay vị trí ở đây là cũng là 18 luôn. Đây cố em ở đây. 500 ngàn cho mã số 18. Cây đó có cụm đế rất là lực lưỡng. 19 cũng là cây sam trái bên em luôn. Chiều cao là 24. Rồi em đo của em ngay đây đi. Ngay của em ở đây là 19 rưỡi, em trừ hao 19 thôi. Mã số 19 550 ngàn cho mình mã số 19, một cây sam trái bên em. Mã số 20, 20 cũng là một củ sam trái. Cái này gốc nó rất là to nha. Gốc này ai chốt được gốc này rất là đẹp à. 12 là chiều cao. Động lực. Đó sao đo ngay cũ ngay luôn. Em đo chữ heo nha, nó kẹt mấy cái nha nhánh. Rồi em đo vị trí ở đây là 12 nè. Em chữ heo còn 20 21 thôi. Chữ heo mấy cái kẹt mấy cái nhánh đây nè. 20 là 500 ngàn cho mình luôn. 21 cũng là cây sam trái bên em luôn. Cái này rất to nha, cây này cái to dáng nó cũng rộng chữ C rất đẹp. Cây này 600 ngàn nha cô chú anh chị. 600. 19 là chiều cao. 20. Rồi em đo hoành ngay vị trí này là 20. Rất là to nha, hàng khai thác tự nhiên ha. Củ đế nó còn ăn sâu dưới chậu rất là nhiều nha. Rồi mã số 21, 600 ngàn. 22, 500 ngàn. Chiều cao lên đây là 25. Rồi em đo hoành ngay củ em ngay đây đi. Em của em đây là 16. Cộng đế lực lượng quá ha. Để còn sâu dưới chậu nha. Rồi 500 ngàn cho mã số 22. 23 cũng là cây xanh trái bên em luôn. Cây này 550 ngàn cho mã số 23. Chiều cao là 21. Em đo hoành ngay cổ em ở đây là 19. Bộ đế nó rất là đẹp nè. Đế còn ăn sâu dưới đó nhiều lắm. Rồi 23 là 550 ngàn cho mình. 24 là me nha, em lên me nha, hết sam trái rồi.
một củ me đã định hình nước dây luôn rồi, củ đặt rất là đẹp. Rồi chiều cao lên đây là 27, cái tán ngang của me là 46. Giờ ta em bóp hồng giáp nè, củ nó đặc dữ lắm luôn. Em đo vị trí trên đây đi, củ em ở đây là 17 rưỡi, còn cái cục thịt nạc ở đây là 31 đi, 31. Rồi me chua 24 là 400 ngàn cho mình, mã số 24. Me già lắm rồi nha cô chú anh chị mình. Rồi mã số 25, 300 ngàn cho mình. Cũng đã định hình nước dây luôn rồi. 21 là chiều cao. Rồi em đo hoành ngay cái cổ em ở đây đi, ngay cổ em ở đây 22. Cái cũ của me, cái cũ của me là 32. Dáng rất là đẹp, rất là nghệ thuật ha. Rồi 300 ngàn cho mã số 25. 26 cũng là me bên em luôn. Cây đang đâm lên đọt non rất là khỏe. Cũng 300 ngàn cho mình mã số 26. Chiều cao của cây là 28. Tán ngang của cây me là 33. Rồi cái hoành cũ của me là 25. Dáng trượt ha, 300 ngàn cho mã số 26. 27 cũng là me chua bên em luôn. Me này già lắm rồi nha, có được có một đợt trái rồi nha cô chú anh chị mình. Chiều cao của cây là 31. Tán ngang của cái chiều bay em đo tổng hết đây là 43. Dáng này rất đẹp nha. 21 là hoành cũ của eo ở đây, còn đo cái hoành thân của eo của cây là 14. 400 ngàn cho mã số 27, cái dáng này rất đẹp nha. 28 cũng là me, tiếp tục me. Này, me chua đã định hình nước dây hết rồi ha. Mình giờ mình vô dây ra tượng vô dây tiếp. 38 là chiều cao. Hoành cổ em ngay đây là 15 rưỡi. Củ đế còn ăn sâu dưới nè, củ đế đặc lắm nha. Rồi mã số 28 là 300 ngàn cho mình luôn. 29 cũng là me trái luôn. Ủa không phải lộn, đúng rồi, me chua, có trái. Chiều cao là 25. 29 là tán ngang. Hoành của em ở đây là 13. Cái này nó bị khuyết điểm nhưng mà nó đang kéo sẹo lại bình thường hết, không gì, không vấn đề gì hết nha cô chú anh chị mình. Đang kéo sẹo là nó rất là mạnh à. Cây thì em bao sống khỏe, 300 ngàn cho mã số 29. 30 cũng là me bên em luôn, cũng 300 ngàn cho mình luôn. Cây này dáng co lắc nghệ thuật rất là đẹp nè. Chiều cao là 24. 26 là tán ngang. Em đo cái hoành eo ngay đây là 15 rưỡi. Rồi cái tổng cái này là 30. 300 ngàn cho mã số 30 luôn. 31 là củ sam hương ha cô chú anh chị mình. Cũng đã định hình nước dây luôn. 300 ngàn cho mã số 31 luôn. Chiều cao của cây là 21. Tán ngang của cây là 27. Em đo ngay cái cổ ngay đây đi, ngay cái cổ ngay đây là 19. Rồi củ sam hương mã số 31, 300 ngàn. Củ quái ha. Rồi mã số 32. 32 cũng là củ sam hương luôn, cũng định hình nước dây luôn rồi. 350 ngàn cho mã số 32. Chiều cao của cây là 23. Tán ngang của cây là 28. Rồi em đo hoành ngay vị trí ngay đây là 13 rưỡi. Củ đế của nó rất là chia đều ha. Rồi 32, 350 ngàn cho mình luôn. 33 cũng là một củ sam hương, cũng định hình nước dây luôn rồi. 27 là chiều cao, tán ngang của cây là 28. Hoành của eo của củ sam hương ngay đây là 13. Tính 12 rưỡi thôi. Đây, đã cũng định hình nước dây rồi. 350 ngàn cho mã số 33. 34 là một cây sam hương uống ha. Sam hương Đài Loan uống ha cô chú anh chị. Cái này mình để bàn rất là đẹp nha. Chiều cao của cây là 24. Chiều đổ của cây xuống đây là 25.
dáng co lắc nghệ thuật rất là đẹp nha. Cái hoành thân của nó thì bằng cây viết vít lon, mà để em đo thử một cây cho cô chú anh chị mình xem. Lô này em cũng không còn nhiều. Rồi hoành thân ngay đây 7 nha, 7 à, 7 yếu à. Có cây thì 7, 7 rưỡi gì đó. Rồi 250 ngàn cho mã số 34. 35 cũng là một củ, một cây sam hương uống thân. Cây này 200 ngàn thôi, 200 ngàn cho mã số 235 nha. Chiều bay ra đây là 26, mà chiều đứng lên đây là 17. Hoành thân của nó vậy đó, bằng cây viết bút lông vậy đó, 200 ngàn cho mã số 35. 36, 36 cũng là cây sam hương uống, uống thân. 300 ngàn cho mã số 36 nha. Cũng định hình nước dây ha, cây này dán thác đổ, nó đổ cái cành xuống rất là đẹp nha. Để bàn rất là đẹp à. Rồi 300 ngàn. Hoành thân nó thì cỡ cỡ nhau vậy đó. Em còn được, cái lô này còn được có mấy cây hết rồi. 38 cũng là một cây sam hương uống thân luôn, 250 ngàn cho mình luôn nha. Mỗi cây mỗi dáng, co lắc vậy đó, vô nước dây vậy đó, 250 ngàn. Rồi mã số 37, em bị nhảy số rồi nha cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình nghe mã số và chốt cây ha. Rồi 37, 200 ngàn cho mã số 37. Cũng là cây sam hương uống thân luôn. Cái hoành thân của nó thì bằng cái viết bút lông của mình nha. Rồi mỗi thân, mỗi cái kiểu dáng nó co lắc vậy đó. Mình thích kiểu dáng nào thì mình chốt. 200 ngàn cho mã số 37. 38. Đây 42. 4 mà, không 4 mà. 39. Hình như 38 hồi nãy lộn, mã số nó nhảy hay gì. 39. 39 là một cây sam hương cẩm thạch, cũng vô dây, cũng đã vô nước dây rồi nha cô chú anh chị mình. Chiều cao của cây là 16, tán ngang của cây là 31. Định hình nước dây luôn rồi. Cây này nó sam hương, nó đang mình vô nước dây, nó rút lá lại, lá nó rất là nhỏ luôn, rất là đẹp. Rồi hoành vị trí ngay đây là 13 rưỡi. Củ sam hương 350 ngàn cho mã số 39. 40, 40 là cũng là sam hương luôn. Càng mình càng ấy, nó thúc lá lại rất là đẹp. Từ từ nó to, với từ từ nó thúc lại còn rất là đẹp, nhỏ nhỏ luôn. Cái này là cẩm thạch riêng nha em, bao riêng luôn nha cô chú anh chị mình, chứ không có ghép gì hết nha. 12 là chiều cao, tán ngang là 24. Này, cây này là mini, rất là mini ha, để bàn rất là ok. Rồi em đo vị trí đây. Cái cổ eo của cây là 10 rưỡi, bộ đế của nó nè. 40 là 300 ngàn cho mình, mã số 40. Sam hương cẩm thạch riêng. Rồi 41, 41 cũng là sam hương cẩm thạch riêng luôn. Chiều cao của cây là 14. Tán ngang của cây là 15. Hoành cổ eo ngay đây là 12 rưỡi. Bộ đế của nó nè, rất đẹp ha. 250 ngàn cho mã số 41 nha. Rồi 42 cũng là cây sam hương cẩm thạch luôn. Hàng này em cũng không còn nhiều. Chiều cao đo tới tới mắt ghép à. Đo tới mắt ghép là 7 à. Mà đo lên trên là tới 12. 21 là tán ngang. Rồi em đo cái cổ eo ngay đây là 12 rưỡi. Cổng đế nó lực lượng ha. Rồi mã số 42, 250 ngàn cho mình. 250 ngàn là bên em đã bao gồm phí vận chuyển cho mình đến nhà luôn nha. Bên em là bao sống, bao ship. Mã số 43 cũng là cây sam hương cẩm thạch. Chiều cao của cây là 15, tán ngang là 18. Rồi hoành em đo vị trí ở đây là 11. Mã số 43, 250 ngàn. 44 là một cây hồng ngọc mai ha cô chú anh chị mình. Lô hồng ngọc mai này em cũng còn được, mà lô này là lô cuối cùng luôn rồi. Cũng đã định hình nước dây luôn. Chiều bay của cây là 20. Rồi hoành cổ eo là 10. Bộ đế thì rất là đẹp, bộ đế quái đang cây dáng nằm bay nha. 44, 300 ngàn cho mình. Cây nào cũng định hình nước dây hết rồi ha. 45 cũng là hồng ngọc mai bên em luôn.
chiều cao của cây em đo tới mắt ghép này thôi, tới mắt cắt là 19, tán ngang của cây là 21, cổ eo thì nó cũng một size một mà cỡ 10 11, cổ eo cây này là 10 nè. Bộ đế thì hồng ngọc mai thì bộ đế thì khỏi phải bàn rồi, bộ đế nó rất là đẹp luôn rồi, 45 300 ngàn cho mình. 46 cũng là hồng ngọc mai, cũng là 300 ngàn cho mình luôn. Chiều bay lên, chiều đứng lên đây là 23, em đo cái tán là 27, cũng định hình nước dễ hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Mình về mình ra tự thêm rồi mình định hình thêm cho cây nó hoàn chỉnh rồi. 11 là hoành ở vị trí ở đây ha, bộ đế đó nè, bộ đế sổ rất là đẹp rồi, 300 ngàn cho mã số 40 46. 47 cũng là hồng ngọc mai bên em luôn, cũng định hình nước dây luôn rồi, bộ đế ok. 22 là chiều cao, 10 rưỡi là cái hoành vị trí ngay đây, bộ đế sổ cả gan tay em á. 47 200 ngàn cho mình. 48 cũng là hồng ngọc mai, 300 ngàn cho mã số 48. 20 là chiều cao, tán ngang là 28, hoành của em ở đây là 9. 48 300 ngàn cho mình. 49 rồi, hồng ngọc mai cây cuối cùng của hồng ngọc mai 49 còn hả? 49 là 250 ngàn nha. 16 là chiều cao, hoành cổ eo ngay đây là 11, 250 ngàn cho mã số 49. 50 cũng là hồng ngọc mai, cây này bộ đế rất là sổ, rất là cao luôn, 250 ngàn cho mã số 50. Chiều cao của cây là 26, tán ngang của cây là 24, hoành nó thì cỡ 90 đó nha cô chú anh chị mình, 250 ngàn cho mã số 50. Ai chốt được cây đó bộ đế rất là đẹp đó. Rồi tới xăm trái, xăm trái dán đổ 51. Em đo cái chiều đổ xuống đây đi, chiều đổ xuống đây là 29. Rồi hoành ngay cổ em ở đây, hoành ngay cổ em ở đây là 13. Bộ đế của nó còn sâu chứ ha, lớn lắm. Mã số 50, mã số 51 300 ngàn cho mình. 300, 52, 250. Hôm nay bán rẻ cho cô chú chị mình về nuôi ha. Cái này về vô dây được hết rồi. 250 cho mã số 52. Chiều đổ xuống đây đi, chiều đổ xuống đây là 19. Ngay đây là 12. Bộ đế nè. Rồi, 250 ngàn cho mã số 52. 53. 53 cũng là 250 ngàn cho mình luôn. Em đo chiều 3 xuống đây đi, chiều 3 xuống đây 23. Cây thì đang lên được, sống khỏe, cây nào cái nấy sống rất là khỏe à, khỏi lo sợ gì nữa hết. Hoành á, vị trí ở đây là 14 rưỡi, tính 14 thôi. 250 ngàn cho mã số 53. 54. 54 cũng là cây xăm trái bên em luôn nha, cũng 250 ngàn cho mình luôn. Chiều cao lên đây là 19. Rồi em đo cái chiều đổ xuống đây đi, từ trên đây đổ xuống đây 14. Đo hoành ngay vị trí của em ở đây là 12 rưỡi. 250 ngàn cho mình mã số 54. Mã số 55, cây xăm trái bên em luôn, 300 ngàn cho mã số 55 nha. Cây này dáng rất là đẹp, co lắc lắc lượng à. Chiều bay xuống đây là 32. Rồi chiều bay, chiều hoành chứ, hoành eo ngay cũ ngay đây là 15. 300 ngàn cho mã số 50. 55 300 ngàn. Rồi em hết xanh trái, em lên trang đỏ lá nhỏ, trang tàn cho mình chơi Tết nha cô chú anh chị mình. Dạ 56. 56 là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này là về mình trưng Tết là đúng dịp Tết luôn hai cô chú anh chị. Chiều cao là 95. Kích gạch luôn nha. Tán ngang là 90.
Đây này có búp, có bông trên cây còn rất nhiều. Tàn thì kích rịch luôn, bao phê luôn. Cái này mình mua hai cây mình để trước nhà dịp Tết là đỏ nguyên cả năm luôn nha cô chú anh chị. Rồi hoành của em vị trí ngay đây là 11, 11 hơn em tính 11 thôi mà. Còn sâu dưới này nếu đo sáng thì lên khởi 12 á, tại mắc kẹt cái băng keo á, 400 ngàn cho mã số 56. 57, 57 cũng là cái trang đỏ lá nhỏ bên em luôn. Chiều cao của cây là 1 mét. Tán ngang của cây là 8, 85. Đây, có hoa màu đỏ thì bao phê rồi. Nó còn búp nụ trên cây rất là nhiều ha. Mình về mình chơi cái dịp Tết này là ngay dịp Tết này luôn đó. Rồi hoành của em ngay đây, hoành của em đây là 12, 400 ngàn cho mã số 57. Hôm nay em bán đồng giá 400 ngàn. Rồi 58 chỉ có một cây này à. Cây này là 450, cây này to, rất là to, phí ship nó cao. Còn nhiều đồng giá 400 hết. Chiều cao của cây là 1m1. Cây này khủng lắm nha cô chú anh chị mình. Tán ngang của cây là 95. Rồi hoành eo ngay đây là 11. 11. Rất là đẹp, rất là khủng nha. Cây này to nha, 450 ngàn cho mình. Mã số 58. 59. 59, 400 ngàn. Đây, em quay dọn cho cô chú anh chị mình coi cái tàn của nó. Tàn núm nha. 95 là chiều cao. Tán ngang của cây là 1m01 luôn. Rồi, hoành của em ở đây là 12. Mã 60, mã 60 là 400 ngàn cho mình luôn. Cây này rất là đẹp nha, ai chốt được cây này là ok luôn rồi. 61, 61 là một cây trang đỏ lá nhỏ bên em luôn. Đỏ thái nha cô chú anh chị. Đây, cái bầu nó hay nghiêng, mình về mình trồng đứng lại là không cây không vấn đề gì nha. Chiều cao của cây là 1m1. Cái ngang của cây là 99. Cho 1 mét luôn đi. Rồi hoành ở ngay vị trí ở đây là 11,5. 61, 400 ngàn. 400 ngàn cho mã số 61. 62, 62 cũng là cây trang đỏ, đỏ thái, đỏ lá nhỏ bên em luôn. Tàn núm lùng lùng rất là dễ thương ha. Rồi chiều cao của cây là 88. Tán ngang của cây là 92. Rồi hoành ngay cổ em ở đây là 11. 11. 62, 400 ngàn cho mình luôn. Hết hả? À. Dạ, mã số 62 là mã số cuối cùng bên clip clip em nha. Cuối clip thì nãy giờ cô chú anh chị mình mà có nghe được cái mã số nào mà mình ưa, mình thích đó, thì mình liên hệ qua số điện thoại của em là 0901 091 523. Đó cũng là số Zalo để chốt hàng bên em ha. Rồi xin chào hẹn cô chú anh chị và hẹn gặp lại lần sau ạ. Dạ.